Đã bao giờ các chị em dùng một chiếc gương để tự ngắm nhìn xem cô bé của mình có hình dạng như thế nào chưa? Thanh Hương tin chắc là rất nhiều chị em đã từng làm vậy, vì có nhiều chị em nhắn tin cho Thanh Hương mô tả về cô bé của họ và hỏi xem hình dạng như vậy là bình thường hay bất thường. Để trả lời được câu hỏi này thì các chị em cần phải nắm được 5 hình dạng cô bé phổ biến thông qua các đặc điểm khác nhau. Không chỉ phụ nữ nên biết mà các cánh mày râu cũng nên tìm hiểu để biết cách ứng biến thích hợp trong chuyện chăn gối. Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng đi khám phá 5 hình dạng cô bé và những điều thú vị nhé! Việc phân loại hình dạng cô bé không hoàn toàn phụ thuộc vào hình dáng phía trong mà còn cả khu vực bên ngoài. Các chị em nghe xong có thể tự nhận biết cô bé của mình được gọi tên là gì. Hình dạng đầu tiên, búp bê Barbie. Đây là kiểu cô bé có phần môi bên trong được che hoàn toàn bởi môi lớn bên ngoài, hai môi lớn cân đối. Mọi người có thể quan sát hình dạng rất lý tưởng đúng không nào? Chính vì vậy, 100% phụ nữ ai cũng mong muốn mình được sở hữu kiểu cô bé này. Bởi nhờ cấu tạo kiểu khép kín, cô bé sẽ trở nên huyền bí, hấp dẫn và cuốn hút hơn rất nhiều. Nó như nụ hoa trúm chím, như cô bé Barbie trong sáng, ngây thơ, xinh đẹp. Và đây là kiểu cô bé mà đàn ông thích nhất. Tuy nhiên, nó lại là một hình dạng rất hiếm. Hình dạng thứ hai, nàng hoa tulip. Đây là kiểu cô bé có môi bé bên trong có kích thước lớn và có thể phát triển qua môi lớn ở bên ngoài, tức là lộ ra bên ngoài. Thực tế khi nói về kiểu cô bé này, nhiều chị em hay miêu tả là môi bé thè lè ra bên ngoài hoặc môi bé dài ra như chiếc cà vạt. Còn nói theo cách hoa Mỹ thì gọi đây là kiểu cô bé hoa tulip. Môi lớn ở bên ngoài ví như những cánh hoa, môi bé ở bên trong ví như nhị hoa. Khi nở, cánh hoa tulip sẽ bung ra và nhị hoa sẽ được lộ ra ngoài. Tình trạng môi bé phì đại phát triển qua môi lớn lộ hẳn ra bên ngoài như vậy có thể là do những nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, do cơ địa bẩm sinh. Nguyên nhân thứ hai, sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ. Nguyên nhân thứ ba, do những thói quen cọ sát quá nhiều, có thể mặc quần lót quá chật hay chơi một số bộ môn thể thao, hoặc là do tần suất quan hệ tình dục quá nhiều. Và nguyên nhân thứ tư là do tuổi tác. Càng nhiều tuổi thì vùng kín cũng giống như những khu vực khác trên cơ thể sẽ có xu hướng bị chảy xệ. Mặc dù đây cũng là một trong những hình dạng phổ biến của phụ nữ, tuy nhiên nó cũng khiến cho rất nhiều chị em cảm thấy tự ti khi gần gũi đối tác của mình. Hãy theo dõi Thanh Hương ở những video sau, Thanh Hương sẽ tư vấn giải pháp khắc phục cho chị em mình. Hình dạng thứ ba, quý cô phồng. Kiểu cô bé quý cô phồng gần giống như kiểu cô bé búp bê Barbie. Tuy nhiên, môi cô bé to, dày, chảy xuống thấp hơn sương mu. Chính vì nhô ra, kích thước dày như bị sưng như vậy nên được gọi là quý cô phồng. Hình dạng thứ tư, quý bà móng ngựa. Đặc điểm của cô bé quý bà móng ngựa đó là phần bên trên của môi lớn mở rộng hẳn ra và đóng ở phía dưới giống như hình móng ngựa. Nếu như ở kiểu cô bé búp bê Barbie, môi bé nằm gọn, e ấp trong môi lớn, thì ở kiểu cô bé quý bà móng ngựa này, ngay cả khi đứng khép chân thì vẫn có thể nhìn thấy âm vật và môi bé một chút lộ ra bên ngoài. Vì vậy, không người phụ nữ nào muốn sở hữu kiểu cô bé này. Hình dạng thứ 5, cô bé rèm cửa. Trong khi nhiều người nghĩ rằng môi bé được giấu bên trong thì kiểu cô bé này hoàn toàn ngược lại. Đặc điểm của cô bé rèm cửa đó chính là phần môi bé ở bên trong được đưa ra nổi hẳn lên trên môi ngoài. Nhiều chị em khi sở hữu cô bé có hình dạng quý bà móng ngựa hay cô bé rèm cửa thường tự ti khi gần gũi đối tác của mình bởi cô bé không e ấp, kín đáo. Tuy nhiên đây lại là một lợi thế bởi mọi người cũng biết âm vật là khu vực nhạy cảm và nếu được kích thích đúng cách thì sẽ đem lại khoái cảm mạnh mẽ cho người phụ nữ. Vì vậy, ở hai hình dạng cô bé này, phần âm vật lộ rõ như vậy sẽ giúp cho nam giới có thể kích thích bằng tay dễ dàng hoặc khi các bạn áp dụng tư thế truyền thống. Mọi người có nhớ cái tuyệt chiêu cối xe âm vật mà Thanh Hương đã từng chia sẻ không ạ? Khi cậu nhỏ đưa vào bên trong, phần sương mu tiếp xúc với phần âm vật ở bên ngoài, nam giới có thể chuyển động theo quỹ đạo lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải hay quỹ đạo xoay tròn để ma sát, trà sát lên âm vật. Và với hình dạng cô bé có âm vật lộ rõ ra bên ngoài như vậy thì mức độ ma sát, trà sát sẽ mạnh mẽ hơn, người phụ nữ sẽ dễ dàng lên đỉnh hơn. Còn vấn đề xấu hay đẹp, nó nằm ở quan điểm của mỗi người. Nhưng các chị em hãy nhớ,
cô bé trông ra sao không quá quan trọng. Điều quan trọng đối với tất cả các chị em là hãy chăm sóc cô bé một cách khoa học, bởi đây là bộ phận rất dễ bị viêm nhiễm và dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Chỉ cần lơ là, chủ quan trong vấn đề vệ sinh, quan hệ không an toàn, chế độ sinh hoạt, ăn uống thiếu lành mạnh thì đều có thể gây ra những bệnh lý cho cô bé. Các chị em có thể trải nghiệm gel vệ sinh hương nước hoa Pháp ở bên Thanh Hương giúp làm sạch vùng kín nhờ các dẫn xuất từ dầu dừa và axit amin kết hợp với những thành phần thảo dược như trầu không, trà xanh, nhội, xà sàng tử, kim ngân hoa giúp kháng khuẩn, kháng viêm, khử mùi, cân bằng độ pH cho vùng kín. Ngoài ra còn có vitamin E, vitamin B3 giúp dưỡng ẩm tự nhiên, giúp làm mềm phần da, mềm phần lông và dưỡng da vùng kín ngày càng trở nên tươi sáng hơn. Các chị em thử tưởng tượng xem cô bé của mình vừa thơm tho, sạch sẽ thì chắc chắn các chị em sẽ tự tin hơn rất là nhiều mỗi khi gần gũi đối tác của mình. Bên cạnh việc giữ gìn cô bé sạch sẽ, vệ sinh hàng ngày thì các chị em cũng nên có thói quen thăm khám phụ khoa định kỳ để sớm phát hiện những bất thường và có những phương pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Sản phẩm Man Plus được bào chế từ rất nhiều loại cao thảo dược quý hiếm, có tác dụng cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, giúp bổ thận, tráng dương, cường gân cốt và làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới. Ngoài ra, còn giúp cải thiện các tình trạng như mộng tinh, di tinh, hỗ trợ sinh sản rất là tuyệt vời. Sản phẩm Man Plus được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, cGMP quốc tế. Sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm định về độ an toàn, chất lượng cũng như là đã được cấp phép lưu hành đầy đủ. Sản phẩm Man Plus giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Sau khi nghe Thanh Hương miêu tả các đặc điểm của 5 hình dạng cô bé khác nhau, các chị em đã xác định được cô bé của mình thuộc hình dạng nào chưa? Hãy comment ở dưới video này nhé. Và nếu như các anh đã có một cái quá trình chăm sóc âu yếm cô bé của vợ thì cũng comment xem cô bé của vợ mình thuộc hình dạng nào. Nếu như mọi người thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào có thể comment ở dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.